mua laptop an tâm nhất đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường, mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Mình là Minh Kha đây và hôm nay hân hạnh giới thiệu đến cho các bạn một mẫu laptop đến từ ThinkPad, là một tượng đài trong giới laptop văn phòng. Thì cái chiếc laptop ThinkPad hôm nay mình sẽ giới thiệu nó có tên đó chính là ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i5. Đây là một trong những chiếc laptop văn phòng vừa mới được ra mắt đây thôi. Và hiện tại thì nó đang có trong ta là một con chip thế hệ mới nhất, Core i5 Gen 10. Thì ok, không vòng vo nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết luôn của video các bạn nhé. Và những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc laptop này thì có thể tham khảo bằng đường link phía bên dưới mô tả của video. Đó, hiện tại thì Trung Trần đang bán chính hãng chiếc laptop này mới 100% luôn và có hàng sẵn các bạn nhé. Đây là một dạng laptop hiếm nên thành ra là không phải ở đâu nó cũng có cả. Đó, nên là thành ra ấy là có rất là nhiều cửa hàng họ để, nhưng mà họ chỉ để giá ảo thôi, hoặc là họ vào bấm đó thì họ để là liên hệ chứ không có cái giá chính thức. Đó, còn đối với lại Trung Trần thì web thật, hàng thật đều có hết. Đó, cho nên là các bạn nào có nhu cầu thì có thể kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video nhé. Ngoài ra thì những bạn nào là viewer của kênh công nghệ thì còn được giảm thêm là 300.000 đồng nếu như nhập thêm mã kênh công nghệ 300 nữa. Đây là một ưu ái cho những bạn nào là đang theo dõi kênh công nghệ đó. Ok, quay trở lại với phần review của chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có là một cái phần form thiết kế đúng như cái tên gọi của nó. Chất liệu sẽ là từ carbon và cái form thiết kế của ThinkPad từ trước giờ mình thấy rằng là nó đi theo một thiên hướng rất là tối giản. Nó không có quá nhiều những cái chi tiết gồ ghề đó ở bên ngoài đây mà nó theo một cái hướng rất là tinh tế. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thấy được rằng là cái điểm nhấn với cái logo ThinkPad X1 ở đây là thương hiệu của cái chiếc laptop này. Mặc dù là ThinkPad đã được Lenovo mua lại nhưng mà nhìn chung cái giá trị từ trước giờ ThinkPad đang muốn tạo ra mang đến cho người dùng thì vẫn được giữ lại chứ không bị mất đi, không bị mai một gì cả. Đó. Và cũng có một điểm mà mình thấy được với một cái chiếc laptop 14 inch như thế này. À, về mặt bảo mật các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần camera selfie, webcam đó. Thì ở đây nó còn có một cái nút gạt. Đó. Nếu như mà các bạn không muốn bị theo dõi những cái app như là Facebook hoặc là những nói chung là tất tần tật tất cả một thứ thì các bạn có thể gạt qua như thế này, lập tức nó sẽ kéo cái rèm nó che lại, camera không thể nào ghi lại được những cái khuôn mặt của chúng ta. Đây là một điều rất quan trọng trong cái thế giới mà kiểu rất nhiều tin tặc như thế này. Đó, và cũng có là cái cảm biến vân tay để bảo vệ nó kỹ càng hơn này, xịn sò hơn này. Đó, và cảm biến vân tay này thì cực kỳ nhạy và nhanh luôn. Điều này thì chúng ta cũng không cần phải khẳng định gì rồi với một cái thế hệ mà laptop nó mới như thế này. Đó, thiên về tính bảo mật nữa cũng là một điểm mà được mình đánh giá rất cao và ấn tượng ngay lần đầu tiên khi mà tiếp xúc với lại cái chiếc laptop này. Đi kèm đó là chúng ta sẽ có là một cái phần form thiết kế gọi là với kích thước màn hình 14 inch. Nó không hẳn là quá mỏng nhưng mà nó vẫn sẽ giữ cho chúng ta là một cái form tiêu chuẩn. Tức là đối với lại ThinkPad thì họ luôn luôn là giữ một cái form thiết kế tinh tế, đi kèm với đó là nó hơi cổ điển một tí. Đây không phải là một form thiết kế xấu các bạn nhé. Nó sẽ không có nhiều cái chi tiết kiểu như là phát mỏng trước sau mà nó sẽ khá là vuông vuông đều đều như thế. Đó. Và nó tạo cho mình một cái cảm giác hoài niệm. Và với một cái phần form kích thước như thế này thì chúng ta sẽ vẫn được giữ lại rất là đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm là những cổng kết nối to nhất, điển hình như là USB Type-A và HDMI. Con này thì nó vẫn sẽ có chúng ta là jack cắm 3.5 rồi Thunderbolt rất là đầy đủ. Cho những bạn nào mà kiểu thực hiện những cái tác vụ văn phòng muốn trình chiếu các thứ này kia thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn khi mà muốn kết nối với lại những thiết bị truyền hình ảnh. Và còn về phần màn hình thì sao? Màn hình thì con này nó sẽ có chúng ta là một cái màn hình nó rất là đẹp. Trời ơi, mình không tưởng tượng được, mình nhìn vào là mình yêu ngay từ cái lần đầu tiên luôn ấy. Không hiểu tại sao nó lại đẹp như thế này ấy. Đúng là đắt, nó sắc ra miếng. Thật ra thì không phải đâu mà nó gọi là đáng đồng tiền bát gạo luôn ấy. Con này thì nó sẽ đạt là 90% chuẩn màu DCI 33. Đây là một cái chuẩn điện ảnh đó các bạn ạ. Màu sắc thì nhìn vào thì nó sẽ rất là dịu dàng chứ nó không phải rực rỡ thiên hướng giải trí đâu. Đó, nhìn rất là dịu mắt luôn. Và màu sắc thì mình vẫn thấy được cái sự tươi tắn trên này. Là một cái điều mà cá nhân bản thân mình là kiểu cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì nó cân bằng cực kỳ tốt ấy. Cân bằng màu sắc rất là tốt. Xem dịu mắt nhưng mà màu sắc thì vẫn tươi tắn rõ ràng, tách bạch. Đó, thì không thể nào phủ nhận được con này có một cái chất lượng hiển thị rất tốt với cái tấm nền IPS LCD. Đi kèm với đó là một cái khả năng chống chói. Độ sáng của nó thì cũng sẽ lên tới 500 nits, giúp cho chúng ta có thể là mang ra ngoài trời làm việc cực kỳ thoải mái luôn. Đó, thì tầm này thì về chất lượng hiển thị thì không có gì để chê rồi, khen quá nhiều rồi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần bàn phím đi. Bàn phím
Nó đã giúp cho cái thương hiệu ThinkPad này trở thành một tượng đài trong giới laptop văn phòng các bạn ạ. Tại vì hành trình phím nó rất là sâu, layout phím này, kích thước các phím thì nó rất là to, khoảng cách các phím thì nó rất là vừa phải, giúp cho chúng ta có thể là gõ thoải mái mà không sợ bị gõ nhầm khi mà gõ nhanh, phản hồi rất là nhanh và chính xác. Bàn phím thì chắc chắn là mình cũng không cần phải nói đi nói lại nhiều lần làm gì, thì nói khen hoài thì nó vẫn sẽ thừa. Cái hôm trước thì mình cũng đã review một cái chiếc laptop ThinkPad tầm khoảng là 20 triệu thôi, thì mình cũng đã khen rất nhiều rồi, cho nên thành ra thì đến cái đời mà kiểu lên 30 triệu như thế này mà khen lại nữa thì nó hơi thừa đó thật sự. Rồi là về cái phần touchpad đấy, thì như mình đã nói, họ vẫn giữ lại trong ta là một cái nét rất là cổ truyền, khi mà những cái phím chuột cứng như thế này thì vẫn còn được giữ lại này. Touchpad thì nó sẽ không thiên hướng mượt lắm, tức ở đây thì nó sẽ không giúp cho chúng ta có thể là rê nó thoải mái, mà nó vẫn sẽ có một sự nó ghi lại, nó không phải là nhám, nó không phải là rít, mà nó mượt theo kiểu là nó mượt hơi chậm chậm, nó mượt theo kiểu là hơi ghi lại. Thì điều này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái phần vuốt nó gọi là nó chính xác hơn. Chứ tại vì nếu rê mà không có cái sự kiểm soát thì nó rất là kiểu mất cái chính xác và nó giảm đi cái tốc độ của chúng ta nữa. Tại vì các bạn rê mà các bạn rê nhầm thì nó lại phải quay lại nữa thì nó cực kỳ là bất tiện đúng không nào. Đó. Pin thì cũng là một điểm cộng rất lớn của cái chiếc máy này, khi mà chúng ta sẽ có là một cái viên pin có thể là sử dụng thoải mái, trải nghiệm thực tế thì lên tới 8 tiếng đồng hồ. Là một điều mà cá nhân bản thân mình thấy rằng là cũng không có thể nào mà chê được cả cho một chiếc laptop văn phòng như thế này. Và chúng ta ngồi ra sẽ còn có là một cái phần option cấu hình, RAM 16GB này, chip thì Core i5-10210U này, rồi là SSD là 512GB, thì còn gì để chê nữa nào. Thôi, thông số cấu hình thì như thế là nó là một cái thông số cấu hình rất là chuẩn rồi. Đó, và tổng thể thì mình thấy rằng là cái chiếc laptop này nó là một cái gì đó mà cá nhân bản thân mình thấy đúng là chính xác là một tượng đài dành cho cái dòng laptop văn phòng. Thật, bỏ ra 30 triệu mua một cái chiếc laptop như thế này thì mình thấy rằng là xứng đáng, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tốt nhất về cái để phục vụ cho những cái tác vụ văn phòng. Thật sự không có gì để chê cả. Và chúng ta sẽ còn có là một cái phần mà mình cũng sẽ đánh giá thêm vào, đó chính là về phần loa. Thật ra nó nói đánh giá thêm vào cũng không hẳn, nhưng mà loa của con này ấy, thật sự là phải được vào chính chứ sao mà thêm vào. Đó chính là loa nó rất là hay, âm lượng to, chất âm chắc, chi tiết rõ. Cũng là một điểm mà nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là nó giống như là một cái sự gì đó nó gần như là hoàn hảo trong khung giá này. Thật sự một chiếc laptop Windows với cấu hình như thế này thì các bạn vẫn có thể là thoải mái tự do edit, chỉnh sửa video cũng như là Photoshop, rồi thậm chí là chơi kể cả là tựa game liên minh điện thoại rất là bình thường. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ đạt đến một cái ngưỡng nào đó là đủ để chúng ta thỏa mãn thôi, chứ nói về những cái trải nghiệm hardcore, những cái tựa game đồ họa đẹp hơn, hoặc là thực hiện những cái thao tác nó phức tạp hơn trên những cái phần mềm như là Adobe Premiere hoặc là Adobe Photoshop ấy, thì nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì nếu mà xét về cái khả năng gọi là không phải là bất đắc chỉ đâu các bạn nhé, nó vẫn sẽ nằm ở ngưỡng là phục vụ rất tốt đó, thì vẫn là ok, không có gì để chê cả. Đó, màn hình thì cực kỳ đẹp rồi, có Dolby Vision, rồi là có một cái độ phân giải Full HD, kích thước là 14 inch, vẫn là điểm mà mình xuyến xào nhiều nhất, khiến cho mình có ấn tượng rất lớn với lại cái chiếc laptop này về cái phần chất lượng hiển thị. Chứ còn cấu hình thì đối với lại những tác vụ văn phòng thì không phải là thành vấn đề rồi. Và đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc laptop ThinkPad X1 Carbon Gen 8 thế hệ 2020 như thế này, thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và hiện tại Trung Trần đang có một chương trình siêu khuyến mãi, đó chính là đón Giáng sinh trinh quà tặng. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Khi các bạn mua những chiếc laptop tùy theo phân khúc giá thì các bạn sẽ được giảm từ 200.000 đồng cho đến 1 triệu đồng tùy phân khúc sản phẩm các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có những combo quà tặng và thông tin chi tiết của nó, các bạn hãy kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé.